Nói chung là hôm nay là cái dòng chảy nó ít đấy. Dòng chảy nó rất nhẹ. Nó đi như này nó không bị cuốn. Và dòng chảy nó mạnh thì, nhưng mà thực ra thì chỗ này cuốn nó cũng không nguy hiểm. Mỗi ở dưới kia thì có thể nó bẩn thôi. Dòng chảy nó mạnh lên tí nữa là mệt đấy. Là kiểu cũng nguy hiểm ấy. Những cảm giác như này thì nó cũng nhẹ quá. Hôm nào nó phải nước nó nhiều ấy. Nó xả xuống thì đẹp. Thích không? Là có Nguyên ở đây nữa thì lại hết ngày. Chiều quanh cái đập này là hết ngày. Đây này, đi ra ngoài này này. Ngay cả cái ấy kia kìa. Đây này, nhìn này, này cứ như là đi hoa quả sơn. Hả? À? Sâu gì con đến cái thành kia kìa. Cái thành đi chứ ai bảo con nội xong kia. Nội bên kia nó sâu đây. Nội bên kia là không đùa đâu này. Úi xời. Ngồi đấy nhá, tạo dáng để bố chụp một cái ảnh. Ngồi xuống. Sợ ướt quần. Thế con phải tiến vào đấy để bố ra ngoài này thì mới nhìn thấy hết cái view chứ. Sướng ấy. Mang bóng ở đây mà đá. Có hai mấy anh em nhà chúng mày á, hôm nào tao cho cả lớp chúng mày đi ra đây thì thằng. Mày cứ tiến vào bố làm gì? Tiến lên kia kìa. Tiến lên kia để bố chụp cho cái ảnh. Chụp cho cái ảnh cho có kỷ niệm. Cứ đi theo làm gì? Đây đứng lên trên cái thành kia. Đứng lên trên cái thành kia bố chụp cái ảnh xong rồi về. Xong rồi lại đi nơi khác. Đi. Nó bảo ướt quần, thằng này khôn lắm. Thằng này nhá, thằng này nó có cái triệu chứng là nó khi mà nó chưa ướt ấy, giống như kiểu chị em phụ nữ ấy, khi mà còn đang còn trinh ấy là rất là khó. Nhưng mà cứ thử cho thằng này nó ướt quần áo một lần xem. Tức là bây giờ mà để nó ướt quần áo nó mình nghịch đến đêm, kể cả con thằng Di, con cái bóng với con thằng Nguyên. Nó đang trong cái giai đoạn gọi là giữ gìn sự trinh tiết đấy. Gọi là cái ngàn vàng đấy. Nhưng mà kiểu cái ướt quần của nó ấy, bây giờ quần áo của nó bây giờ nó đang khô ấy. Nó giữ như chị em đang giữ trinh tiết. Đấy, nhưng mà nó mà đã mất rồi là không còn gì để mất, là nó nghịch cho đêm luôn. Nghịch đến chiều luôn. Bây giờ nó đang giữ gìn sự trinh tiết của nó ấy. Đấy, đẹp không? Cái view quá đẹp luôn này. Nhưng mà hôm nay phải nói thật ra là nó kiểu nó nước, cái dòng chảy nó kém ấy. Cho nên nó kiểu nó cũng bớt đẹp hơn, bớt đẹp đi. Còn cái loại hồ bên kia nó sâu đấy. Tôi mà xuống là chắc cũng ngập đầu ngập với, gấp bao nhiêu lần ấy. Chắc phải nó phải tầm, nó sâu phải tầm 3-4 mét. Ở đấy này bố chụp cái ảnh đấy nhá.